Thưa quý vị, trong đêm nay, khối không khí lạnh vẫn bao trùm miền Bắc, vì thế toàn vùng tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa. Mức nhiệt đêm ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc vẫn thấp dưới 19 độ, mang tới cảm giác rét dễ chịu. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 20 độ, trời lạnh. Sang đến ngày mai, khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu nhưng chậm, miền Bắc không mưa, trời nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng từ 25 cho tới 28 độ. Không khí lạnh yếu ở phía Bắc nhưng vẫn theo đà dồn xuống phía Nam, vì thế mưa ở miền Trung vẫn còn. Dự báo trong đêm nay, từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn còn có mưa và mưa rào, cục bộ có những nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cùng với những cơn mưa thì người dân nhiều nơi ở miền Trung cũng cảm nhận được cái rét nhẹ của khối không khí lạnh cuối mùa. Trong đêm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vẫn thấp dưới 20 độ. Sang đến ngày mai, mưa giảm hơn về lượng nhưng xuất hiện ở khu vực Trung Trung Bộ. Nhiệt độ vì thế vẫn thấp, dao động trong khoảng 25-29 độ. Các khu vực khác của miền Trung không mưa, ngày có nắng. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 26-27 độ. Trong khi đó, vùng từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ 30-32 độ. Ở phía Nam trong đêm nay vẫn duy trì những cơn mưa ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau đó sang ngày mai trời có nắng gián đoạn, đến chiều và tối lại lặp lại mưa dông. Trong đó ở phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ vẫn là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có những nơi mưa to trên 50 mm. Nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên vẫn từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 31-33 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía nam của Vịnh Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2m50-3m50 khiến cho biển động. Riêng khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông, đêm nay vẫn có lúc có gió cấp 7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Trong khi đó, khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa gió yếu hơn ở mức từ cấp 3, cấp 4. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.